Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện chất tử điện hạ. chương 11, ánh trăng dịu dàng xuyên qua hiên cửa sổ rộng, chạm đến chiếc giường lớn nơi có tấm chăn hình hắc hồ sao. Vầng trăng trong suốt chậm rãi rót những luồng sáng xuống, uyển chuyển như làn suối, lan đều trên thân người cuốn kín trong chăn. Suối trăng chảy dọc theo đường cong nhu hòa nghiêng nghiêng nơi gương mặt, Len xuống chiếc cổ tinh tế rồi lan xuôi cùng vòng eo gọn nhỏ mà chảy về phía hai chân thon dài mảnh khảnh được quần áo áp sát vào, cuối cùng chạm đến đôi bàn chân bó nhỏ đầy mượt mặt kia. Sao? Bức tranh sống đầy hoạt sắc sinh hương sao? Mỹ nhân xuân thủy, sao này mà đập vào thị lực của người khác thì không chỉ đơn thuần, khí huyết dâng trào, là có thể diễn tả hết được. Nhưng đối với Hoành Húc, người đã quá lão luyện trong những trường hợp như vậy thì dục vọng chỉ hơi động lên một chút mà thôi không nhanh không chậm, hắn thong dong bước đến bên giường. Đừng từ trên cao mà nhìn xuống gương mặt quá phân nửa đang vùi trong khâm lý mà ngủ say của tên luyến sủng này. Lá gan cũng không nhỏ, thị tầm cũng dám nằm vật ra ngủ. Hoành húc nhấp nháy mi, một tình huống ngoài ý muốn có thể gia tăng tình thú thì cũng không cần chấp nhất làm gì. Vì thế hắn tha tội cho việc siêm y vẫn chưa chút bỏ lẫn những hành vi trái quy tắc của thiếu niên đang nằm trên giường. Ngay lúc đó, một đám mây đen di chuyển che lấp đi ánh trăng như răng bảo một kẻ quân tử thì không được nhìn lén phi lễ, nên an phận thủ thường mà liếc mắt sang chỗ khác. Hoành húc lật lại thân hình của thiếu niên, toàn bộ cơ thể bao lấy người, bạo dạn mà hôn lên bờ môi đỏ sẫm đang hé mở kia. Tử ly đang ngủ bất chợt phải há miệng hô hấp gian nan, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, thân thể thì như bị một tảng đá lớn đè nặng không thể động đẩy. Cậu dớn cổ lên, cố gắng muốn thoát khỏi thứ đang làm mình ngạt thở kia đột nhiên, một trận đau sót ập đến khiến cậu hét lên một tiếng. Cảm giác nhức nhối khiến thần trí tử ly dần dần khôi phục, cậu nhận thấy trước ngực trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, mơ mơ hồ hồ bắt gặp một vật thể mềm mềm ấm ấm liên tục di chuyển, đảo vòng từ xương quai xanh đến hai điểm mẫn cảm bên dưới. Như bị sét đánh ngang tai, tử ly mở to mắt đờ đẫn khi đập vào mắt cậu là một người nam nhân đang đè hẳn lên người mình, cúi đầu, bận việc. À nụ hoa bên phải lại bị dây dây cắn một chút. Ngây người, người đúng 7 giây, rốt cục tử ly bừng tình hiểu rõ hiện tại đến tột cùng là đang diễn ra cái gì. Ta à, biến thái, cốt ngay, tử ly thét chói tai, dùng hết lực đưa tay đẩy người nam nhân ra khỏi người mình. Hoành húc đang thỏa thê thưởng thức, món khai vị, thì bị âm thanh kinh hoàng của cậu làm chấn động. Trong lúc rối loạn hỗn độn, tấm chăn nới lòng tạo điều kiện cho, con mồi, đẩy ngã hắn sang một bên. Tử ly vội vội vàng vàng mặc lại áo, ngồi phát dậy tính né đi. Hoành húc dần dần phục hồi tinh thần, lập tức nhận ra ý đồ của cậu, trong lòng không khỏi giận dữ. Những hành động trai ý nho nhỏ thì dễ dàng tạo thêm sự, kích thích, nhưng tình huống hiện tại lại là một vấn đề khác. Chính vì thế, chân tử ly vừa mới chấm đất còn chưa kịp xuống giường thì một bàn tay lớn giật ngược cậu lại, xoay một vòng hoa mắt, tay bị hắn nắm chặt lấy không buông. Hoành húc hít mắt, mặt thâm trầm nhìn chằm chằm thiếu niên không ngừng dẫy rủa ở dưới thân, nói ta xem ngươi thật sự là chán sống. Hắn đẻ mạnh đôi bàn tay rắn chắc như sắt siết chặt lấy tử ly. Xương cốt cậu như muốn nát vụn ra, tức giận, cậu gào lên, buông, tên biến thái này, đồ ghê tởm. Hoành húc tuy rằng không biết cái từ, biến thái, phun ra từ miệng cậu nghĩa là gì nhưng chỉ với mấy từ, đồ ghê tởm cũng đã quá rõ ràng. Một nam sùng nhỏ bé cư nhiên dám mắng hắn là đồ ghê tởm. Tử ly mắng xong liền nhanh cảm thấy quanh thân người phía trên mình tỏa ra từng trận hơi thở âm hàn khủng bố. Trong bóng đêm, đối diện với cặp mắt của hắn, cậu bất giác vô thức toàn thân trở nên cứng ngắc. Tử ly nơm nớp lo sợ mà nhìn đối phương càng ngày càng hạ thấp thân mình, tiến đến tai cậu, nhẹ giọng nói, người nói chấm nên xử trí thế nào cho thỏa đáng hử đúng là nên trực tiếp tha ra ngoài cho ngũ mã phanh thây rồi sau đó đem nội tạng vứt cho cậu ăn. Hay để cho ngươi lõa thân quang xuống xà chỉ sao cho chúng nó mặc sức mà rùi đục. Hoặc giả chặt đứt tay chân ngươi thả vào vải muối như một con lợn xề. Chấm, tử ly thực bị ai khi biết rằng bản thân một lần nữa lại đắc tội tên nam nhân đáng sợ kia. Nhưng là, vì cái gì mà cậu lại nằm ở trên giường của hắn? Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là Bắc Linh Tam Hoàng Tử. Tử Ly định thần lại. Bắc Linh Tam Hoàng Tử. Hoành Húc dừng một chút, cười nhạt, Bắc Linh Tam Hoàng Tử thì làm được gì? Ngươi hiện tại chẳng qua là một tên tù nhân của Trẫm, Trẫm muốn giết ngươi căn bản là không cần cố kỵ cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng Bắc Linh có năng lực báo thù rửa hận cho ngươi sao? Hà, hà, tên này, hắn thật cháo trở. Tử Ly khẩn trương, ngươi, ngươi vẫn không thể giết ta. Hừ, vì cái gì chấm không thể giết ngươi? ngón tay hoành húc lướt ngang qua gương mặt non mịn của tử ly rồi dừng lại ở phía mạch cổ. Bởi vì, bởi vì ngươi là hoàng đế á, mọi người đều nói, tể tương đỗ lý năng xanh thuyền, bụng tể tướng có thể chống được thuyền sao, vậy thì bụng của một hoàng đế lại càng phải rộng lớn hơn nhiều lần. Hiện tại, ta chẳng qua là nói một câu nho nhỏ thôi, chẳng lẽ chỉ vì thế mà ngươi giết chết một sinh mạng sao? Tử ly thật cẩn thận mà giảng giải, thấu tình đạt lý mắt hoành húc chợt sáng lên, ha ha, chấm thật không thể ngờ một kẻ vốn bất học vô thuật sao, thích chỉnh chu thanh sắc như bác linh tam hoàng tử nguyên lai miệng mồm lại lanh lẻ, trí tuệ hơn người đến thế. Tử ly vừa nghe ngay tức khắc đổ mồ hôi lạnh, tiêu, lộ tẩy, lần này là chết chắc. chương 12, đang lúc tử ly không biết nên như thế nào rời đi sự chú ý của hoành húc thì ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng người ầm ý lẫn những tiếng bước chân hỗn độn. Thích khách, có thích khách, bảo vệ bệ hạ đan sen vào âm thanh đó là bóng người cũng với hàng loạt bó đuốc, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng va chạm kim loại, loảng xoảng loảng xoảng. Vừa rồi mâu thuẫn một hồi, tử ly vốn đã khiến hoành húc tích tụ khí giận như một ngòi nổ đang sắp sửa bùng phát. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa kịp đem cậu nhìn nát thành cho, điều này một phần là do tử ly miệng mồm lanh lẹ, nhanh trí mà không hấp tấp, cẩn thận từng câu chữ nhầm không châm ngòi cho, viên hỏa đạn, hoành húc. Ấy vậy mà bây giờ, vận cậu có tốt, không kia chứ khi có người cư nhiên chích chay, ngòi nổ, lại còn ngu xuẩn mà quạt cho nó bùng phát nhanh hơn nữa. Hoành húc nén giận, mặt tối sầm lại thoạt trông cứ như một con mèo bị dẫm phải đuôi, à không, phải nói là con rồng bị người chọc tiết thì đúng hơn, ngay lập tức buông ra tử ly, bước xuống giường, một cước đạp mạnh mở toang cửa phòng. Tình huống bên ngoài quả nhiên hỗn loạn như cậu nghĩ. Một toán thị vệ thân đeo gươm giáo đang bao vây một tên hắc y nhân che mặt, từ theo thân hình có thể phỏng đoán thích khách là một tên nam tử. Tên thích khách kia thân thủ thập phần nhanh nhẹn, sử dụng hai thanh đao hình bán cung, lưỡi dao sắc bén vũ động liên tục tạo thành những đường kiếm khí vô cùng sắc bén làm cho đám thị vệ không thể tới gần hắn trong phạm vi một thước. Cả một đội hộ quân được huấn luyện nghiêm ngặt bị hắn đánh cho bát nháo trận hình lên, cứ thế mà bại lui. Thích khách thành thạo đối phó mấy chục thị vệ chung quanh, vừa đánh vừa rời theo hướng phòng ngủ của Hoành Húc, nhưng càng ngày đám quân càng xuất hiện nhiều, thì khách cũng dần dần tỏ vẻ lực bất tòng tâm, mặt nhăn nhíu, hắn biết mình không thể giữ tình trạng này mãi, dù sao sức chịu đựng là có giới hạn. Do đó, phải tốc chiến tốc thắng, cho nên khi thấy cánh cửa phòng ngủ hoàng đế mở ra mà chẳng ai khác chính sở kinh vương hoành húc đứng ngay trước cửa. Hắn lập tức vung đao giải quyết vài tên hộ quân chắn đường rồi dẫm lên bà vai bọn họ, mượn lực nhảy về phía trước, dơ lên loan đao hướng tới vị đế vương đang mang một khuôn mặt bình tĩnh đứng một bên xem cuộc chiến mà đâm. Nếu là người khác trong tình cảnh này liền nhất định trước thì sừng sốt sau là sợ hãi tột độ nhưng hoành húc thì chỉ lạnh lùng mà nhìn lưỡi đao đang càng ngày càng tiến đến gần mình, cũng không thấy rõ hắn đến tột cùng là làm cái quái gì. Chỉ biết khi bọn thị vệ phục hồi tinh thần lại thì tên thích khách kia đã tựa như một con chim bị bẻ gãy cánh, vô lực hất tung về phía sau, ngã thật mạnh xuống đất. Thích khách ôm chặt ngực, gian nan ngẩng đầu, hướng đôi mắt kinh nghi bất định mà nhìn hoành húc đứng cao cao phía trước chỉ với một động tác khăn che mặt trông như thể bị thấm ướt dầu mà dán chặt vào gương mặt xem ra đúng là hộc máu thân thủ thật là khủng khiếp tên thích khách bàng hoàng công phu của hắn tại vùng đất này đã là cao thủ số một số hai vì cái gì tên hoàng đế kia không tốn sức chút nào mà có thể né tránh một đòn chí mệnh đã vậy còn có thể không động thủ chỉ dùng nội lực là đủ khiến hắn bị thương nặng đến thế này thích khách sụi lơ tứ chi hoảng sợ mà nhìn hoành húc từ từ bước xuống bậc. Gương mặt không chút biến sắc, đi đến bên cạnh hắc y nhân, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc bén âm hàn làm cho thích khách nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi, giết ta đi. Hoành húc liếc nam tử trên đất như đang nhìn một con kiến, giết ngươi. Muốn chết như vậy sao? Ta à, ớ, hừ, nam tử rên lên, cánh tay vô lực gắng gượng muốn hất bàn chân đang hung hăng dẫm lên xương sườn mình như thể muốn nghiền nó ra thành mảnh vụn đây đúng là vận mệnh đầy bi ai của kẻ phải chấp nhận làm nhân vật phụ mà sống cũng không hoan hỉ mà chết cũng không thống khoái tử ly thầm nhận xét nằm sấp cạnh cửa mà trộm quan sát tình huống bên ngoài mỗi lần bàn chân kia chuyển động là mỗi lần tim tử ly run lên từng đợt người nam nhân này chẳng những lãnh khốc vô tình còn là kẻ thích ngược cuồng thể xác mà Người ta cho dù muốn ám sát ngươi, nhưng rốt cuộc cũng đã bị ngươi đem hắn đánh thành bán tàn bất phế rồi còn đâu. Ngươi còn như vậy tàn nhẫn, nhắm ngay miệng vết thương của người ta mà dẫm lên, ngẫm lại thấy. Sao run cầm cập sao? Cuối cùng, tử ly thừa dịp mọi người đều đổ dồn sự chú ý ở thích khách, liền men theo mép tường, nhẹ nhàng hướng cửa đại điện bỏ đi. Hô thoát khỏi cái hang hổ hùm kia an toàn, tử ly không nhịn được mà bật ra tiếng thở phào. Nhưng còn chưa kịp cao hứng, từ phía sau lưng, một bàn tay vươn tới bịt kín miệng cậu, lôi cả người về phía sau. Chương 13. Ta, à, từ ly gỡ xuống bàn tay đang chụp lấy miệng mình, Minh Nguyệt, Xuân Lam, các ngươi làm ta sợ muốn chết. A, à, các ngươi sao lại ở chỗ này? Mà vì sao ta ở đây? Xuyệt điện hạ khoan lên tiếng, trước hết chạy nhanh khỏi nơi này vẫn quan trọng hơn. Nói xong, Chủ tớ ba người thừa dịp xung quanh đang trong tình trạng rối ren lộn xộn mà phóng chạy về chất tử điện theo lời minh nguyệt và xuân lam thuật lại sự tình từ ly toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ bản thân cũng may mắn khi không bị hai nàng khiêng đến lãnh cung càng ngẫm thì càng thấy hai hàm giang đánh vào nhau cầm cập giả sử đúng thật nửa đêm cậu tỉnh lại phát hiện mình nằm ở một nơi âm u quỷ ám đó thì cái mạng còn con của cậu cũng bị dọa lạc mất phân nửa tồn tại ở nơi này chỉ có trời biết cậu sợi nhất chính là ma quỷ với mấy nơi u trầm ám muội Bất quá, việc này theo chúng tôi là chó ngáp phải ruồi thôi. Nếu không, điện hạ sao có thể hết bệnh nhanh như vậy? Minh Nguyệt thư thái mà cười nói. Tử ly từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu nói ta chẳng những bị hù chết mấy ngàn vạn tế bào não mà còn đắc tội hắn thêm một lần nữa. Kiểu chữa bệnh như thế cho ta xin miễn đi. Minh Nguyệt, Xuân Lam nhìn lẫn nhau, Tử Ly mang theo tâm tình nặng nề mà lê thân leo lên giường, đêm nay phát sinh chuyện làm cho cả thể lực lẫn tinh lực của cậu đều bị hao mòn. Vốn dĩ cậu định sau khi hiểu rõ nơi mà mình đến, sẽ lên kế hoạch né tránh động mặt tên hoàng đế kia, đồng thời nhẫn nại chờ đợi người xung quanh đem cái tên, Bắc linh hoàng tử, trôi vào quên lãng, sau đó dốc sức tìm mọi cơ hội mà thoát khỏi hoàng cung, vứt bỏ thân phận của thân thể này, chọn lựa một cuộc sống như bao người dân bình thường khác. Vậy mà tình huống hiện tại, thật là, cứ hết lần này đến lần khác vi phạm ý nguyện cậu. Chẳng những làm cho hoàng đế nhận ra rằng trên đời này có loại nhân vật như cậu tồn tại mà còn nhiều lần bại lộ ra tính cách trái ngược hoàn toàn so với chủ nhân thân thể này lúc ban đầu. Cứ như vậy, không làm cho người khác chú ý cũng khó. Điện hạ chắc là mệt mỏi, kia, Minh Nguyệt và Xuân Lam liền xin cáo lui trước. Nếu điện hạ có gì phân phó, cứ việc kêu chúng tôi một tiếng. Ừm nhìn hai cô tỷ nữ lui ra ngoài, tử ly cũng khép lại mắt, nhưng dẫu mệt mỏi vô cùng cũng không thể ngủ được, cứ lăn lộn mãi. Cậu cứ miên man suy nghĩ ngày mai người nọ sẽ tính sổ cùng mình thế nào, có thể hay không thật sự bắt cậu chết. Nhớ tới vài loại kiểu chết trước đó, tử ly cảm thấy lạnh cả người. Cuối cùng, chịu không được, cậu ngồi dậy, xuống giường tự rót chén nước. Ai, lại thở dài, tử ly thán xong lại không khỏi cảm thấy buồn cười chính mình khi nào trở nên thương cảm phiền não như vậy trước kia tô tử ly dù là chuyện gì cũng không để bụng phiền toái cỡ nào cũng chẳng bận tâm từ lúc nào lại biến thành cai bộ dáng suốt ngày ngồi than ngắn thở dài như thế này chẳng lẽ nguyên nhân vì thân thể thay đổi sao tử ly nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đi đến trước gương đồng đập vào mắt cậu là một khuôn mặt mà nói thẳng ra cậu không vừa lòng chút nào nước ra quá mức tinh xào lẫn thanh tú thân thể thì gầy teo ốm yếu, không thể khiêng vác đồ, thậm chí chạy vài bước cũng thờ hồng hộc, nếu so với thân thể đã rèn luyện chơi bóng rổ nhiều năm của cậu trước kia thì quả là thua xa. Tổng kết một câu thôi, bộ dáng tên này thật đàn bà. Tử Ly hối hận một trận xong bò về giường, tiếp tục ép mình đi gặp Chu Công sao. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Ly thức dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng, ý thức còn treo trên cao mà liềm xiềng bước xuống giường, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thánh chỉ truyền gọi lên điện khiến cả người nhảy dựng lên. Liền sau đó, cậu chìm trong nỗi lo sợ bất an, để mặc cho đám thị nữ vây quanh thay y phục, rồi mặc cho công công dắt đi qua 18 hành lang, đứng bên ngoài ngự thư phòng hoàng đế chờ triệu kiến. Cứ như thế, cậu đứng mòn mỏi suốt một canh giờ, coi đến phát chán từng tốp người cứ đi ra đi vào, hết đại quan rồi tới vài vị tướng quân mặt mũi khôi ngô, vừa bước ra liền thêm vài ông đại quan hay tướng quân gì đó nối đuôi mà tiến vào rồi lại đi ra rồi lại đi vào một vài kẻ chẳng biết là loại người nào ấy lại đi ra nữa tiên tiến xuất xuất cả một đám người như thế vậy mà không ai nói cho tử ly biết khi nào thì mới đến phiên cậu tử ly cảm thấy mình hệt như một cây trong chóng đo chiều gió vậy đứng ngây ngốc thân người liên tục bị mấy tên nhân vật quan trọng kia quát bảo lúc sang trái lúc sang phải ba hồi tiến ba hồi lùi cuối cùng một tràng âm thanh lanh lảnh kéo dài vang lên truyền bắc linh tam điện hạ yết kiến. Tử ly nhẫn nhịn nãy giờ, rốt cuộc chịu không được mà mắng thầm, bà nó, làm hoàng đế toàn thích chơi trò thâm hiểm, làm cho người khác không biết là phúc hay họa mà nơm nớp đứng bên ngoài ngốc chờ. Hay là hắn đang muốn thử một chút năng lực tâm lý của mình à? Hừ, lão tử sẽ không mắc mưu đâu, ta xem ngươi làm thế nào mà tóm được ta. chương 14, tử ly nhẫn nhịn nãy giờ, rốt cuộc chịu không được mà mắng thầm, bà nó, tên nào trở thành hoàng đế đều thích chơi trò thâm hiểm, làm cho người khác không biết là phúc hay họa mà nơm nớp đứng bên ngoài ngốc chờ. Hay là hắn đang muốn thử một chút năng lực tâm lý của mình à? Hừ, lão tử sẽ không mắc mưu đâu, ta xem ngươi làm thế nào mà tóm được ta. Với ý nghĩ như thế, lập tức sĩ khí của tử ly hừng hực dâng trào. Cậu ưỡn ngực, thần sắc chấn định, nện từng bước chân kiên định xuống sàn mà tiến về phía trước. Trong ngự thư phòng, hoành húc đang ngồi ở sau án thư một tay bưng ly trà một tay chậm rãi mà dùng nắp chung lườn lọc lá trà nổi trên mặt đối với việc tử ly đã tiến vào phòng hắn chỉ hơi hợt lướt phớt qua rồi lại ung dung thưởng thức hương trà được cống dâng năm nay tử ly cũng đứng ở phía dưới bất động thanh sắc lâu lâu lại dùng khoe mắt mà nhắm thẳng vào gương mặt người nam tử mang khí thế áp người đang tại vị ở trên cao sau khi ly trà đã vơi đi phân nửa hoành húc rốt cục buông tách xuống dùng một thanh âm nghe không rõ là vui hay giận mà nói, bác Linh Điện Hạ cũng biết chấm hôm nay cho truyền ngươi tiến là vì chuyện gì. Một tầm mắt bén nhọn như băng tấn công thẳng vào tử ly, khiến cho cậu lúc đầu còn muốn tính toán so đo trường mắt cùng hắn liền lập tức bỏ cuộc. Đòn đánh phủ đầu của tên hoàng đế này thật không sáng sủa chút nào. Ta không phải con run trong bụng ngươi, quỷ mới biết ngươi gây nên chuyện gì a à? bên ngoài đấu không lại, tử ly đành phải ở trong lòng trộm, chửi gà mắng chó bù lại nỗi khuất nhục của mình. Nhưng đời người có câu, khẩu Phật tâm xà, trên mặt tử ly vẫn đóng kịch như thể là kẻ không biết gì, bộ dáng đầy sự ngạc nhiên, khum núm mà nói tại hạ ngu dốt thỉnh bệ hạ nói rõ. Hoành húc nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phía dưới kia, rõ ràng trong ngoài không đồng nhất biểu hiện, lá gan quả nhiên không nhỏ. Cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở trước mặt hắn giả ngây giả giải. Ngu dốt chấm xem ra ngươi thật khôn khéo mà, lần này xem ra đã chuẩn bị hết kỹ càng cho việc nhận tội sao. Bác Linh Tam Hoàng Tử, tử ly tham dò sắc mặt không tốt của Hoành Húc, cậu không khỏi hối hận chính mình sao lại hồ đồ chọn một đối sách sai lầm. Ai à, không có biện pháp, trước kia mỗi lần bị gọi lên văn phòng khiển trách sai sót trong công việc, 10 lần hết 9 lần lão ban sao đều, mắt nhắm mắt mở, mà cho qua dưỡng giết thành thói hư nên hiện tại nhất thời cậu quên rằng trước mặt không phải lão ban mà là vị quân vương cổ đại cao cao tại thượng một kẻ đứng đầu quốc gia khôn khéo lãnh khốc tàn bạo này thiên uy không thể xúc phạm a à? chính mình hiện tại cùng hắn tranh cãi chẳng phải là tự đào mộ chôn mình sao không được phải nhanh thay đổi kế sách mới được một lòng hạ quyết tâm tử ly mạnh dạng tiến lên từng bước bộ dạng thành kính lễ độ cộng thêm vẻ thâm sâu khiêm tốn nói tục ngữ có câu người không biết không tội nếu là ta sao mạo phạm bệ hạ tất cũng không phải bản thân cố ý lâm vào thỉnh bệ hạ niệm tình ta nhất thời không biết làm ra những việc lỗ mãng đại trưởng phu không chấp kẻ tiểu nhân mà dơ cao đánh khẽ hoành húc chớp chớp hàng mi bắt đầu phải nhìn lại vị bắc linh chất tử này với một cặp mắt khác xưa vì sao tình báo từ cơ sở ngầm thu về so với người đang đứng trước mặt hiện tại kém xa như thế hoành húc đối với tin tức báo từ ám vệ rất ít khi nào nghi ngờ nhưng nếu tình báo là thật, vậy thì tên hoàng tử đang cả gan đứng đối diện với một kẻ đầy mưu mô quỷ kế như hắn mà lạp đông xà tây kia thì giải thích thế nào? Hoành húc trầm mặc, nhìn chăm chú vào đôi mắt có thần sáng người ấy, bỗng nhiên khóe môi chậm rãi nhếch cong lên. Hắn đang cười. Nếu để cho mấy đại thần khác nhìn thấy đế vương của bọn họ kẻ luôn luôn lạnh lùng nghiêm khắc chẳng những nở nụ cười mà còn cười đến ngả ngớn như thế này thì tuyệt đối cầm sẽ chật khớp mắt. Tử ly cũng nhịn không được dùng mình một cái. Má ơi, tên bạo quân này cười rộ lên thật đúng là kinh người a. À. Tuy rằng bộ dáng so với lúc mặt lạnh như băng có phần đẹp đẽ hơn nhưng nhìn ngang nhìn dọc cỡ nào cũng cảm thấy được nụ cười kia không có hảo ý mà. Hừm, Bắc Linh điện hạ cho là mình mạo phạm bổn vương, kia đến tột cùng là như thế nào mạo phạm? Hoành Húc biếng nhác tựa vào tòa y thượng sao, tạo một bộ dáng khó hiểu. Tử Ly trong lòng một phen nghiến răng nghiến lợi, tại hạ đã nói năng lỗ mãng, chửi mắng sự anh minh của bệ hạ. nhưng ta tin tưởng rằng dưới sự thống trị của ngài, sở kinh quốc nhất định phú cường phồn vinh, thiên tu muôn đời, trường trường thiên cổ, vĩnh viễn lưu truyền. thích nghe ngôn văn hoa nhã đúng không? lão từ đây trong bụng tồn kho một đống toàn sách là sách, thêm mười mấy năm kinh nghiệm diễn tập, so với mấy tên đại thần của ngươi thì giống như đạp lên vài con kiến nhỏ thôi. vừa nói xong, quả nhiên cậu liền thấy được bộ dáng hài lòng của hoàng đế. Tử Ly trong lòng thầm mừng, đắc ý cười trộm một chút rồi nói tiếp, tại hạ cũng không hiểu tại sao lại nằm trên long sàng, càng không nên quấy dày, thời gian hưởng lạc, của bệ hạ, trời đất, tiểu Ly Ly nha, người như thế nào càng nói càng lạc đề vậy. Đang lúc Tử Ly cho rằng chỉ cần thẳng thắn thành khẩn thừa nhận sai lầm là mọi sự có thể thuận buồm xuôi gió thì đột nhiên, từ phía trên truyền đến tiếng quát mắng lạnh khốc muốn nát cả băng, chết đến nơi mà còn dám lạc đông xà tây với chấm. Người thật sự là chán sống. Người đâu, đem bác Linh An Cần Du lôi ra ngoài, trượng hình 50, giam vào thiên lao canh giữ nghiêm ngặt. chương 15, đang lúc tử ly cho rằng chỉ cần thẳng thắn thành khẩn thừa nhận sai lầm là mọi sự có thể thuận buồm xuôi gió thì đột nhiên, từ phía trên truyền đến tiếng quát mắng lạnh khốc muốn nát cả băng, chết đến nơi mà còn dám lạc đông xà tây với chấm. Người thật sự là chán sống. Người đâu, đem bác Linh An Cần Du lôi ra ngoài, trượng hình 50, giam vào thiên lao canh giữ nghiêm ngặt. Tử Ly vừa nghe lập tức cả người chấn kinh, vài tên thị vệ ngay sau đó đẩy cửa vào, một trái một phải mà kéo cậu đi chuẩn bị hành hình. Tử Ly vội vàng hoảng sợ, kêu lên, từ từ, cho dù muốn phạt cũng phải nói cho ta biết đến tột cùng phạm vào tội gì chứ. Khi không ép một cái nhân tình chỉ vì hành động không thuận theo khuôn mẫu mà luận tội, ta không phục. Hoành húc hừ lạnh một tiếng, nói, khá lắm, theo pháp luận tội. Lẫm đức, có nô tài nội thị tổng quản thần sắc giữ tợn lập tức khom người tiến lên. Người liền hào hào giải thích cho bác linh tam hoàng tử, hắn đến tột cùng phạm vào tội gì, làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Tuân chỉ, lẫm công công xoay người, vẻ mặt tranh chua khoai ý mà nhìn tử ly, bác linh tam hoàng tử an cần du sai sát thủ ám sát vương chúng ta, chứng cứ vô cùng xác thực, luận tội liền trảm, nhưng nhiệm tình thân phận đặc thù, trước bắt giam thiên lao để sau xử trí. Ta, sai khiến sát thủ ám sát, tử ly khó có thể tin mà ngẩn người, tiếp theo tức giận bất bình mà kêu lên, chẳng biết tại sao. Không có khả năng, ta nhiều lắm chỉ là nói năng lỗ mãng mà thôi, ta khi nào thì biến thành kẻ giật dây phía sau việc ám sát. Ta ngay cả tên thích khách kia là nam hay là nữ, cao hay thấp, béo hay gầy cũng không biết. Ta làm sao có thể sai khiến ám sát, các ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Chứng cứ gì vô cùng xác thực, ta xem chính là ngụy biện chứng cứ giết người vô tội sao. Lớn mật, hoàng đế còn không kịp lên tiếng, lẫm công công đứng một bên đã lớn mồm tỏ vẻ tức giận đến nói năng lộn xộn, gằng găng cổ họng, hắn lại xào xào màn cũ mà nói, trước mặt bệ hạ sao có thể để cho một con tin tầm thường như ngươi lớn tiếng chống đối. Người đâu, và miệng, còn nói không phải vì thù hằn cá nhân, hình bất công, phạt không đáng, ta nói chuyện lớn tiếng liền bị và miệng vậy cái gọi là tội danh khiến người ám sát nói vậy cũng là các ngươi tự vẽ tự tạo nên. Làm càn, hoành húc vô án thư, lạnh lùng quát, nô tài đáng chết, thỉnh bệ hạ bất giận, lẫm công công cùng bọn thị vệ đều sợ hãi, lập tức quỳ dạp xuống đất. Chỉ có từ ly tức giận thờ hùng hộc đứng như cây chày giã cối ở giữa phòng, vẻ mặt cuột cường biểu tình. Tính cậu chỉ ăn mềm không ăn cứng, một khi bị người chọc nổi giận thì tuyệt đối sẽ với tên đó đấu tới cùng. Hừ, ta mặc kệ ngươi là thiên hoàng hay là lão tử mà. Tử ly đứng thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu quật ngạo mà đón nhận tầm mắt băng hàn của hoành húc. Cả hai người không tiếng động rằng co trong chốc lát, sau ánh mắt hoành húc chợt nhíu lại, hắn mở miệng, tam hoàng tử muốn nhìn chứng cứ, kia dễ dàng. Người tới, đem tối hôm qua thích khách dẫn tới. Tuân mệnh, mấy tên thị vệ lui ra, một lúc sau liền ném một thân người đang hấp hối xuống đất nhìn lướt một lượt thì thấy xiêm y người nọ lam lũ, dấu không được làn da đầy vết roi đánh dỉ máu, trái đen, tứ chi suy sụp vặn vẹo, trên mặt cũng đầy huyết đến nỗi không nhìn rõ gương mặt. Xem ra tối hôm qua đã chịu không ít khổ hình, thậm chí cả miệng cũng chảy huyết không ngừng, dọc đường bị tha vào cũng kéo lôi theo mấy vệt máu. Chưa bao giờ phải chứng kiến tình cảnh thảm khốc như thế, tử ly bất giác lui về phía sau vài bước. Này, này thì có năng lực thuyết minh cái gì? huống hồ ta cũng không biết hắn. Hừ, người không nhận biết hắn, nhưng hắn thì nhận ra ngươi. Nói bảy, mùi tanh tưởi của huyết cứ xông vào mũi làm tử ly vô cùng khó chịu. Một cái thị vệ nắm giật ngược tóc tên sát thủ ra sau khiến cho hắn mặt đối mặt với tử ly. Khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, ánh mắt cho tàn ảm đảm bỗng nhiên chấp động, lóe lên tia khát khao sống. Điện, điện hạ, cứu, cứu mạng, cứu cứu, ta tử ly trong lòng không khỏi một trận bối rối sợ hãi sai khiến sát thủ ám sát hoàng đế tội danh như thế ở cổ đại tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết hơn nữa chết theo kiểu này thì đúng là thảm thiết nhìn tên thích khách bộ dạng xem ra giống như biết chủ nhân của thân thể này chẳng lẽ thật là do an cần du làm nhưng khả năng không lớn a à, theo như minh nguyệt cũng mấy công thị khác nhận xét thì dù đần đến mấy cậu cũng đại khái biết được bắc linh tam hoàng tử đến tột cùng là loại người thế nào hắn đủ bản lĩnh làm vậy sao? Lá gan hắn to thế sao? Nhưng là mặc kệ sự tình đến tột cùng là ai làm, tối quan trọng là cậu đã bị lôi vào cái án tử này. Cậu không muốn dâng đầu của mình đi thế mạng cho tên An Cần Du đó đâu. mười 16, Hoành Húc nhíu nhíu mi, chăm chú nhìn từ ly tên hoàng tử lúc thì cao mày tỏ vẻ khó khăn chật vật lúc thì như thể đắn đo suy nghĩ gì đó mà thì thảo tự nói, từng nét biến hóa trên gương mặt cậu đều bị Hoành Húc thu hết vào tầm mắt bỗng nhiên hắn cảm thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn kia chốc thả lỏng chốc gấp gáp thật ra có điểm thú vị. Nói về tên thích khách, hình như hắn phát hiện tử ly mang bộ dạng tựa hồ, thấy chết mà không cứu, bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, khiến hắn chịu đựng đau đớn mà dùng hai tay đã bị bẻ gãy lết trườn trên đất hướng đến cậu. Tấm thảm dưới thân cũng bị máu tên thích khách làm cho loang lổ. Hắn gian nan di chuyển đồng thời hai mắt sáng quắc nhìn tử ly chầm chầm. Điện hạ, điện hạ, thuộc hạ làm hỏng đại sự, nhưng là, nhưng là, cầu ngài cứu cứu thuộc hạ, thuộc hạ nguyện làm châu ngựa báo đáp ân này. Tử ly nghe xong cả người sợ đến chết điếm lên, theo phản xạ mà kháng cự lại bàn tay đầy máu đang không ngừng muốn nắm lấy góc áo cậu. Bản thân tử ly một bên thì tự lầm ba lầm bẩm một bên cố gắng tìm mọi cách lùi xa khoảng cách với tên thích khách. Thật sự là bị ngươi hại chết, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta đã nói với ngươi ta không biết ngươi, cho dù trước kia biết ngươi hiện tại ta cũng không nhớ rõ ngươi à. Mà thậm chí hiện tại dù nhớ rõ quan hệ giữa ta với ngươi thì cũng không thể nào cứu được ngươi nha. Ai kêu tội ngươi phạm chính là ám sát hoàng đế như vậy chứ. Huống hồ ta bây giờ cái mạng của chính mình còn muốn bảo toàn không nổi. Muốn ta như thế nào cứu ngươi. Chưa kể hiện tại ngươi nói như vậy chẳng phải là muốn lôi ta cùng chìm chung một thuyền sao với ngươi sao. Hoành húc vừa lòng khi bắt giữ được sự sợ hãi hiện lên trong mắt tử ly trong chốc lát mới lạnh giọng mở miệng nói, tam hoàng tử bây giờ còn có gì lời muốn nói. Âm giọng ngạo nghễ ẩn ẩn lộ lộ ra thái độ như thể nắm chắc phần thắng rằng con mồi sẽ mau chóng xa bẫy, nằm gọn trong lòng bàn tay chính mình. Này, này chỉ bằng một lời nói phiến diện từ hắn như thế nào có thể kết luận chuyện này chính là ta chủ mưu. Huống hồ hắn hiện tại cái dạng này, ta làm sao biết hắn không phải do vụ oan giá họa mà ra. Hừ, đến nước này mà còn rào biển sao? nếu theo cách nói của ngươi, chẳng lẽ phải chính mắt thấy ngươi cầm kiếm tới giết chấm còn không thì không thể kết tội ngươi. Hoành húc một bộ hàn quang liệt liệt sao như thể hận không thể đem tử ly ngay tại đây bầm ra trăm mảnh. Ách, ta cũng không phải ý tứ này, ta là nói, kia, nếu muốn phán định một người có hay không thật sự phạm chuyện này, ít nhất phải kết hợp nhiều phương diện căn cứ chính xác lại. Chỉ dựa vào khẩu cung một người căn bản là không thể trở thành hữu lực chứng cứ mà theo, càng không thể trở thành bằng chứng để phán định hành vi phạm tội. Tử Ly trả lời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một tên nhân chứng chỉ biết trơ mắt nhìn cùng một mớ khẩu cung nhắm thẳng vào cậu mà, sát, sao những thứ này ắt hẳn đều là cảnh giàn dựng, hiện tại cục diện đối với cậu thật phi thường bất lợi. Bệ hạ, tội danh ám sát này không phải người bình thường có thể đảm đương được hoàn hảo, ta chỉ đơn thuần là một tiểu nhân vật, không có quyền lại không có thế, làm sao lại có người cam nguyện mạo hiểm tính mạng chính mình thậm chí là sinh mệnh cửu tộc mất đi để tuân theo lời ta sai khiến mà ám sát bệ hạ? À, vấn đề này chẳng phải trẫm mới vừa hỏi ngươi sao? Ngươi nói thử xem, vì sao có người hội tổn hại tính mạng chính mình thậm chí đúng tính mạng cửu tộc cũng muốn nghe lệnh ngươi một tên tiểu nhân vật không có quyền không có thế để đến ám sát chấm. Vốn dĩ muốn đem lý do thoái thác này để rời đi sự chú ý của hắn, thật không ngờ hắn lại có thể phản công ngay tức khắc như thế đem vấn đề lật ngược lại mà áp đảo tử ly cái này thật đúng là tự chui đầu vào lưỡi mà sao chẳng những bị đánh chờ tay không kịp mà còn bị bước ép dồn về đường cùng nữa sao ực ực sao tử ly nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nhưng vẫn kiên trì nói bệ hạ ta không có khả năng làm như vậy cũng không có động cơ để làm chuyện này xin phép cho ta nói thẳng nếu lần này ám sát thành công ta được yêu đãi cái gì đáp án đúng không có chẳng những không có lợi gì ngược lại còn có thể đưa tới họa sát thân một việc mà mất cả vốn lẫn lời sao như thế trừ phi là tên ngốc tử mới đâm đầu vào làm hoành húc nghe xong ánh mắt bất chợt biến động nối tiếp theo đó là thần tình đầy thâm ý mà nhìn chằm chằm tử ly tử ly cảm thấy được tầm mắt ấy tựa như một tia mười quang đương đại sao chiếu dọi thẳng lên thân mình từ thấp lên cao từ trong ra ngoài cứ như thể muốn phân cậu ra làm trăm mảnh để soi xét từ tí một hành động của hắn khiến toàn thân cậu đều nổi hết da gà lên, tệ hơn nữa chắc nấm mốc ngứa cũng mọc sạch sẽ a. Hoành Húc không nói gì, lặng lẽ đánh giá cậu trong chốc lát. Bỗng nhiên, lên tiếng ra lệnh cho tên thị vệ bên cạnh cùng lẫm công công, các ngươi đi xuống hết cho chấm. Tuân lệnh, bệ hạ. Chương 17, Hoành Húc bước khỏi ngự thư thai sao? Mang khí thế sắc bén của chính mình mà tiến gần đến vị thiếu niên đang trợn to đôi mắt đen láy như nai con đầy linh hoạt hai người, kẻ tiến kẻ lùi nhịp nhàng, cuối cùng hắn bức tử ly dồn sát tựa lưng vào một cây cột trụ. Hoành húc một tay chống sát cảnh tai tử ly, một tay nhẹ nhàng nâng cầm đối phương lên, cứ như thế tầm mắt dao động ngắm nghĩa ngang dọc gương mặt trắng mịn như bạch ngọc này. Thân hình hoành húc vốn cao lớn, ngay lúc này, cả người đều bao phủ lấy tử ly tạo cảm giác áp bách vô cùng. Nhưng có chống cự cũng vô ích, phía sau đã không còn đường thối lui, cậu chỉ còn cách gắng gượng ổn định tâm lý, dùng ánh mắt cương ngạnh oanh liệt mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang dò xét của hắn à không phải mặt nạ da người a à. hoành húc vỗ vỗ lên gương mặt nhẵn nhụi mịn màng nói như vậy chính là bộ dáng gần như giống với bác linh tam hoàng tử nói ngươi rốt cuộc là ai vì sao phải giả trang an cần du cái cái gì giả trang tử ly khẩn trương mà nói ta chính là người không ai có thể giả mạo bắc linh tam điện hạ an cần du Trực có phải hay không cũng không do ngươi định đoạt. Chậm muốn đích thân kiểm tra thân thể của ngươi để xác nhận một chút. Hoành Húc vừa nói vừa bắt tay, hành động kéo tuột vạt áo của tử ly. Đợi đã, từ từ, ngươi muốn làm gì? Thân thể bị Hoành Húc mà theo tử ly là tên biến thái vô đối đụng vào lập tức phản ứng theo cách tiêu cực. Một cảm giác khó chịu trào lên trong cậu, như một tia chớp xẹt ngang, hình ảnh bị hắn, vuốt ve âu yếm, môi ngày hôm qua hiện rõ mồng một trong đầu một trận ác hàn thổi ngang sao cậu vội vã nắm chặt lấy cổ áo chống cự lại động tác của hắn hoành húc cũng cô mày may tỏ vẻ giận dữ thản nhiên lấy tay trái nắm chặt lấy hai cổ tay con mồi đè mạnh trên đỉnh đầu sau đó giật dụng đai lưng một cách cường ngạnh. không được buông đáng giận ta không phải đồng tính luyên ái mẹ nó a à, không cho phép cười, từ ly ra sức dẫy ruộng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương ngoại sam sao đã muốn bị cười toàn bộ, cổ áo lót màu nhũ bên trong mở rộng ra do sự vặn vẹo chống đối của cậu, từ đó lộ ra bờ vai mượt mà trắng như ngọc. Làm càn, chấm cũng sẽ không ăn ngươi, nếu ngươi thật là an cần du thì sợ hãi làm cái gì. Nói xong, một phen xà hạ xiêm y nửa trên, một cảnh sắc mỹ miều cứ như thế tinh tế phơi lộ ra ngoài không khí. Kia xương quai xanh tinh xảo kia làm da trắng trẻo nhẵn nhụi, và còn kia hai nụ anh hồng sắc màu như cánh hoa mai. Từng đường nét đến hoàn mỹ, xinh đẹp khiến cho lòng người phải nổi tà tâm. Nhưng quan trọng hơn hết, trên cơ thể tuyệt hảo này, ngay cạnh vị trí trái tim có một vết sẹo nho nhỏ cỡ đồng tiền. Theo hình dạng mà cha xét thì đúng là vết thương do cung tiễn gây ra, vết sẹo vẫn còn sáng màu chứng tỏ mới lành không lâu. Theo những bằng chứng này, có thể xác minh người này đúng thật là An Cần Du không thể nghi ngờ vào đâu được nhìn vết thương có chút ghê người kia, hoành húc nhịn không được đưa tay xoa nó. Mặt ngoài có chút gập ghềnh. Ta, à, buông tay, không cho phép nhìn, không cho phép chạm ta, tử ly uấn giận, nhấc chân đá tên nam nhân đang dùng đôi mắt dâm loạn mà ngắm cơ thể cậu, lại há mồm cắn phập lấy cái tay chết tiệt đang vỗ về chơi đùa tại ngực trái cậu. Hoành húc có chút chật vật ngăn cản tử ly dường như đang phát cuồng, liên tục miệng cắn chân đá vốn dĩ chỉ có ý định cởi áo tên hoàng tử này để kiểm tra xem trên ngực có chúng tên hay không, thật không nghĩ tới việc nhận phải sự chống cự dữ dội. Không chỉ thế, trên mặt tên An Cần Du còn hiện rõ thái độ chán ghét, điều này xúc phạm đến sự tôn nghiêm của một thiên tử như hắn. Hoành Húc không khỏi không giận dữ, chưa từng có người dám ngang nhiên giữa thiên hạ hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch trái ý hắn. Hắn cảm thấy người trước mặt thật đáng phải trừng phạt mà. Người thực chán ghét chấm đụng vào hắn hung tợn mà giữ chặt khuôn mặt tử ly, trầm giọng lạnh lùng nói. Vậy thì chấm càng muốn va ngươi, chẳng những phải va ngươi mà còn muốn hơi thở chấm tồn động trên người ngươi, khiến ngươi không lúc nào không nhớ rõ cảm giác được chấm chạm đến da thịt. Ngoặc kép, đồng tử con ngươi tử ly chợt co rụt lại, lời nói người nam nhân này làm cho cậu lạnh sống lưng, đồng thời cũng chất đầy sợ hãi trong lòng. Cậu không thể tưởng tượng sự tình một khi chuyển biến theo lời hắn nói như thế thì cậu nên làm cái gì cho đúng toàn thân trên dưới đều bị nhiễm hơi thở của tên này. Ý tứ của hắn không lẽ là cái, cái loại đó. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà tử ly đã muốn phun hết những gì trong bụng ra. Cậu không phải là nữ nhân a à, và cậu cũng không nhẫn nhục đến mức có thể để người khác đem mình ra làm nữ nhân. Hoành hút kéo thân thể cứng còng của tử ly lại, cái nhìn ngạo nghễ từ trên cao vọng xuống như thể con hùng sư vờn đuổi con mồi. Tam hoàng tử dáng người đẹp như vậy, nói thế, so với đám hậu cung nam thị này cũng không thua kém hưởng. chương 18, không được, ô, tử ly nghiêng đầu ý định tránh né cái hôn sắp sáng xuống của tên hoành húc nhưng lực lượng tranh lệch quá lớn, cuối cùng đắng cay mà bại trận. Không những môi bị, xâm phạm, mà hắn lại thản nhiên đem đầu lưỡi ngoáy trộn đùa giỡn trong miệng cầu. Đầu tử ly run lên, Trừng mắt nhìn tên nam nhân trước mắt sở cho ác ý. Môi hoành húc vừa ly khai, cậu lập tức gân cổ mà quát má ơi đồ biến thái, biến thái, lão tử cảnh cáo ngươi, lão tử mang đai đỏ quyền đạo đấy. Uầy ừ, thật ra em mới có đai trắng thôi, ngươi mà không dừng lại lão tử liền phế đi. Hoành húc ngoảnh mặt làm ngơ, ngăn chặn cái chân đang làm loạn của tử ly, kéo lên nụ hôn nồng cháy mạnh mẽ tuột xuống tới tận cổ, vừa mút vừa gắn thành một đường như ký hiệu chiến tích cho một lần công thành thắng lợi. Không cho phép chạm ta, lão tử cảnh cáo ngươi lần nữa, ta biết võ đấy. À cả người tử ly giật nảy lên khi cảm nhận được hai nhũ hồng trước ngực bỗng nhiên chôn sâu trong cái ấm áp của vòng miệng. Cái lưỡi cứ linh hoạt mà dạo vòng quanh hai điểm mẫn cảm ấy. Ghê tởm quá, buông cơn giận khiến mặt cậu đỏ lừ lên. Cái thứ hành vi âu yếm của mấy tên đồng tính kiểu này cậu không thể chấp nhận được. Tim thét chói tai hết sức đặc biệt của cậu cuối cùng cũng đánh tỉnh được hoành húc hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị thiếu niên đang ra sức phản kháng rồi tỏ vẻ hài lòng khi đôi mắt đen lấy như chú nai con này chất đầy sự xấu hổ, giận dữ lẫn kinh hãi. Bất giác trên môi hoành húc nhếch nhẹ một nụ cười âm tà, chấm vốn muốn ngươi cảm thấy rõ thế nào là ghê tởm, ngươi càng ghê tởm chẫm lại càng cao hứng. Vừa nói xong, không kịp để cậu hoàn hồn thì, soạt, tiếng xé vải vang lên minh chứng cho mảnh áo che thân cuối cùng thoát khỏi người tử ly, đồng thời, chọn lấy một góc ống tay áo nhét vào miệng cậu. Cư mờ 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 hát hát, hoành húc giữ chặt thắt lưng cậu, ác ý cố tình cọ sát phần hả thể mình vào điểm mẫn cảm giữa hai chân, chưa kể kèm theo bàn tay không yên phận nhẹ nhàng trượt dần từ thắt lưng đến phần mông trắng như tuyết kia. Sau đó, không ngần ngại mà lẫn một ngón tay len giữa chúng, sục xạo tìm kiếm vùng mật cấm. Hành động của tên hoàng đế khiến tử ly không ngừng run rẩy, khắp người nổi da gà lên hết đợt này đến đợt khác sự hoảng sợ cộng thêm phẫn nộ bùng phát trong ánh mắt nhìn thẳng vào tên nam nhân trước mặt không cần dùng thứ ánh mắt ấy nhìn chấm người có biết hay không bộ dáng này thực quyến rũ người nó đầy rủ hoặc đến núi khiến chấm nghĩ muốn lập tức đem ngươi hoành húc ngân dài câu nói nắm lấy từ ly thon dài trắng nõn chân mà lôi kéo ăn toàn bộ Hưm, cậu gào lên trong bất lực chán lấm tấm mồ hôi hoảng loạn mà lắc lắc cái đầu như thể muốn ngăn lại hành động kế tiếp của hắn quá trễ rồi, tam hoàng tử. Tử ly gần như nín thở khi nhìn hoành húc thay đổi tư thế giữa hai chân mình, đập vào mắt cậu là một, tư thế, đang chuẩn bị dùng toàn lực mà, công thành. Dầm, đang ở thời khắc mấu chốt bất thình lình nóc nhà dung chuyển lớn. A, à, tiếp theo tiếng hét là một đống hỗn độn gồm người và vật thể rớt thẳng xuống đất kèm theo vô vàng âm thanh chói tai phụ hỏa. Thịch, vật thể rốt cục chấm đất, ai 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 ai, đau đau đau, sao tự dưng cái mái hiên chết tiệt này phản chủ là sao? Chủ nhân của tiếng gào khóc kêu rên ấy là một kẻ toàn thân lôi thôi lếch thích, tóc xóa tung, dâu ria xồm xoàng. Ngay lập tức, mặt hoành hút còn đen hơn cả đêm không trăng. Nhưng đối với tử ly, mặc kệ tên này rốt cuộc là ai đi nữa, cậu cũng buông được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay phát mắt chừng chừng tên hoành húc vẫn còn đang tiếp tục động tác, ô ô ô ô ô ô. ô phiên dịch cho mọi người rõ ha, còn không cút ngay cho ta. Hoàng Huynh, ngươi chưa bao giờ sai người đi sửa sang lại cái ngự thư phòng này à? Nó chẳng khác gì cái miếu đổ nát cả, thật mất thể diện Hoàng đế à nha. Một cái, hai cái, chán bắt đầu nổi gân xanh, cái tên vừa mở miệng chê bai, ngự thư phòng Hoàng đế kia bắt đầu chật vật mà đứng dậy, xoa xoa cái bàn tỏa đau nhức của mình, khập khiễng tiến gần tới bất thình lình như phát hiện điều gì đó quái lạ, cái miệng kia lại bắt đầu la lên, a à, Hoàng Huynh, nguyên lai like ngươi đang bận việc nha. Hắc hắc, hắc hắc, ta thật sự xin lỗi, quấy dày, quấy dày. Ta đi ra ngoài trước, hai vị chậm rãi, bất quá nên kiềm chế chút nha, lỡ làm đau thắt lưng thì không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, tử ly vừa nghe xong đã muốn đem hắn biển thành đầu heo mà chặt chém, không cần tới phiên hoành hút người đang nhẫn đến mức sắp phát nổ hắn vừa quay đầu lại, tầm mắt nhìn liền lập tức phóng ra hàng loạt lưỡi dao sắc bén đến nỗi có thể chọc thủng lốp xe mà cắm thẳng vào người tên đối diện phá đám. Hoàng Huynh, sao lại nhìn đáng sợ thế, ta cũng là mang ý tố mà. Gặp ta ta chém chứ không nhìn như hoành húc đâu. Hoành, Khánh, tên khốn khiếp chết tiệt này. Ngươi không thể một lần học theo quy củ mà đi cửa chính sao hả? Mỗi lần trở về không phải cửa sổ gãy thì tường đổ, lần này còn sơi thêm phía trên nếu ngươi lần sau còn dám hủy hoại hoàng cung một mảnh gỗ thôi chấm sẽ dùng xích đen đem ngươi khóa trong tiên lao hoành húc nghiến răng nghiến lợi nói thế mà tên kia lại vung tay tỏ vẻ không thèm quan tâm nói hoàng huynh lời này ta đều nghe đến mòn cả tai rồi còn ca từ nào mới mẻ hơn nữa không ầm uhm, gân xanh lại hiện thêm một cái tử ly đã nhẫn đến mức ruột gan đều sắp lộn ngược lên cậu ra sức dùng lưỡi đẩy miếng vải ra khỏi miệng mình hai mắt đỏ ngầu, quát con mẹ nó, hai người các ngươi là lũ biến thái, muốn uống trà đàm đạo việc nhà thì trước hết buông lão tử ra. chương 19, tiêm quát, oanh vàng của tử ly cuối cùng cũng đánh động được đến hai tầm mắt khiến chúng chuyển hướng về phía mình. Tuy nhiên, vừa đụng tới ánh mắt tà nịnh nguy hiểm của tên Hoành Húc, ngay lập tức dáng vẻ oai hùng kiêu ngạo nhất thời kia lập tức, xẹp lép. Cậu truyền, tông, ngay, ách, ý là, bệ hạ, tại hạ xin phép thối lui trước tránh quấy rầy ngài cùng vị này, vị này. Hoành Khánh, ta là cửu vương gia Hoành Khánh, kẻ vừa trên ngang cuộc vui của Hoành Húc cướp lời, đồng thời ánh lên cái nhìn đánh giá tử ly đầy hứng thú. Tầm mắt tràn ngập tính hiếu kỳ này khiến nạn nhân muốn nhảy dựng lên mà chửi đồng. Đúng, đúng, tử ly cười cười đáp mà hai bên chán cứ cương lên, để tránh quấy rầy bệ hạ cùng vương gia Hoành Khánh trao đổi chuyện quan trọng. Đôi phượng mắt khẽ híp lại, Hoành Húc nhìn chằm chằm nụ cười, bằng mặt không bằng lòng kia, thẳng đến lúc trên trán cậu chảy xuống một giọt mồ hôi to tướng hắn mới chịu đình chỉ loại hình lăng trì bằng thị giác này. Sau đó, vẫn chưa chịu buông tha, lại tà tà cười nói, vậy thì tam hoàng tử cứ việc cáo lui trước đi. Chúng ta vẫn còn dư giả thời gian về sau, chấm cũng không phải vội vàng làm gì. Tử ly nuốt nuốt nước miếng, tên này thật đúng là không phải dạng đơn thuần, đáng sợ. Nhưng mà mặc cho hắn nói gì, dù sao hiện tại, thân thể tạm thời vẫn an toàn. Sau này thì, không biết, sao lại nhảy sao. Thôi, trở về nghĩ biện pháp khác vậy. Nhận được lệnh, ân xá, của hắn, cậu hối hả đứng lên, vội vàng mặc lại quần áo, đến cả cái đai lưng cũng chưa kịp quấn liền mở bung cửa phóng ra ngoài như bị ma đuổi. Thú vị, Hoàng Huynh, người nam thị này thật sự là rất thú vị. Hoành Khánh nhìn theo hướng tử ly biến mất, chợt đúng là rất thú vị, có điều hắn cũng không phải nam thị đế vương dừng trong chốc lát rồi nói tiếp hơn thế nữa còn là một người tràn ngập bí ẩn hả không phải nam thị vậy là ai vừa hỏi vừa tiến đến trước mặt vị huynh đệ của mình níu níu ống tay áo hắn với đôi mắt trong suốt long lanh đầy hiếu kỳ cái dáng vẻ thơ ngây đó khiến đầu hoành húc phủ đầy mây đen bão tố hoành húc được biết đến là vị sở kinh vương chỉ cần một cái chừng mắt cũng có thể làm cho đối phương sợ mất hồn hay một vị chủ tử với nét mặt trầm xuống dây lát thôi đã khiến cho tất cả thần tử đều câm như hến. Ấy vậy mà khi đối diện với kẻ có tâm tư đơn thuần mang danh phận là đệ đệ cùng mẫu hậu sinh ra này, hắn cũng chỉ bó tay chịu trói làm một ca ca có tấm lòng khoan dung yêu ái. Thế nên, hắn có thể bỏ qua tất cả khuyết điểm, có thể nhắm mắt làm ngơ mọi hành vi bất kính của tên này. Nhưng cũng vì thói quen hay thỏa hiệp đó của Hoành Húc mới làm hư đệ đệ mình, thả cho hắn phóng túng vô pháp vô thiên thành ra kết quả là, đáp lại cái hành động níu tay áo của Hoành Khánh, vị sở kinh vương uy quyền chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng, kìm nén câu quát, làm càn, mỗi lúc đối diện thần tử. Hoàng Huynh, người còn không chịu nói cho đệ biết hắn là ai vậy. Hoành Khánh lại lôi kéo kẻ đối diện vì quân vương luôn lấy hai từ, nghiêm khắc, lót theo tên gọi. Chuyện của ngươi đều làm xong chưa mà ở đây loạn nháo chõ móng vào. Hoành Húc không để ý tới hắn, vòng qua một bên đi trở về đài ngự thư ngồi xuống. Hoành Khánh vừa nghe Hoàng Huynh muốn kiểm tra công việc của hắn, lập tức đắc ý hẳn lên. Biết làm sao được, việc nào mà hắn đã nhúng tay vào thì không ai có thể bị được về độ xuất sắc cả. Điều này phải thừa nhận, Hoành Khánh có thể nói là dạng người đầu mang chỉ số thông minh thiên tài. Hơn nữa hắn còn mang một thân võ học kỳ tài, nếu so với Hoành Húc thì chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Huynh, nhiệm vụ lần này thật hào ngoạn cực kỳ, phong cảnh Bắc Linh Quốc vô cùng đẹp. Sao khủ, ai, cái miệng này, đánh, đánh. Hoành Khánh tự, vuốt, nhẹ miệng tỏ vẻ hối lỗi. Mặt Hoành Húc lại thiếu điều muốn chuyển đen đi khi nhìn thấy bộ dạng đó của Hoàng đệ. Đùa dẫn xong, nét mặt Hoành Khánh đổi về vẻ nghiêm nghị, nói chúng ta an bài người tại triều đình Bắc Linh đã phát huy tác dụng. Bọn họ chia làm hai phái gia nhập vào thế lực của Bắc Linh Vương và Đại Hoàng tử An Cần Lạc, sau đó châm ngòi thổi gió làm tăng sự mâu thuẫn đối nghịch giữa hai phe. Hiện tại, cục diện chính trị nơi Bắc Linh Vương thất đã bắt đầu xuất hiện vết rách lớn, thể trạng Bắc Linh Vương cũng ngày càng lụn bại, An Cần Lạc vì ngôi vị hoàng đế đã muốn bắt đầu tiến hành loại trừ các hoàng tử khác. Bây giờ chỉ còn lại Bắc Linh Tam hoàng tử An Cần Du đang làm con tin bị giam cầm ở quốc gia ta là có cơ hội cùng hắn tranh đoạt vương vị mà bắc linh vương cũng đã chuyển hướng chú ý đến vị tam hoàng tử này cho nên cố ý phái một đoàn người dùng cớ đi xứ để thực hiện kế cứu người tính ra đội ngũ này nửa tháng sau sẽ tới hoành húc nghe xong cũng không tỏ thái độ gì việc này hắn đã sớm biết trước nhờ thám tử mật báo có điều khi hoành khánh tự thuật có điểm khiến hắn chú ý tới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại diệt trừ được sáu vị hoàng tử khác xem ra an phần lạc người này không phải là kẻ đơn giản như bọn họ biết Tuy nhiên cho dù hắn lợi hại đến thế nào, trong mắt hoành húc, nhân vật này cũng không đúng là một nan đề. Bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ một con át chủ bài, mà hắn sợ kinh hoàng đế một kẻ rất giỏi trong việc dùng thao túng những dạng bài như vậy sẽ vận dụng lợi thế này một cách tuyệt đối. Không đánh mà thắng, hắn vẫn có thể đem bắc Linh nắm trong tầm tay. Nghĩ vậy, hoành húc nở một tia cười lãnh khốc, chương 20, ở bên kia, Hoành Húc đang cùng Hoành Khánh thương nghị như thế nào để nuốt gọn Bắc Linh vào bụng thì bên này, sau khi đã chạy lạc hết sáu cung hành lang, sông nhầm ba tòa đền, cuối cùng Tử Ly mặt mày hầm hầm về được tới cung điện của mình. Sáng nay từ lúc Tử Ly đột nhiên nhận được thánh chỉ, Minh Nguyệt cùng Xuân Lam vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đứng ngồi không yên. Các nàng không biết việc bệ hạ lần này truyền gọi có liên quan đến sự kiện nam thì tối hôm qua hay không vốn dĩ ngọn nguồn là do các nàng hào tâm lo liệu mà thành chuyện bé xe to nếu truy cứu trách tội điện hạ thì quả là oan uổng minh nguyệt vò nhàu nhát khăn tay một mặt thầm mắng bản thân không nên lỗ mãng làm việc một mặt lo lắng an nguy của tử ly xuân lam cũng lo lắng không kém đứng tòng ngòng ở cửa đại điện ngừng đầu trông ngóng bóng dáng điện hạ bình an trở về hai người liền như vậy đợi vài canh giờ cuối cùng tận tít đầu bên kia hành lang dài cũng thấy thấp thoáng bóng dáng tử ly đập vào mắt các nàng là bộ dạng hết sức thê thảm, cả người thờ hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, quần áo không chỉnh. Càng tiến đến gần, thảm trạng của cậu càng hù chết khiếp hai nàng, không ai bảo ai liền lập tức bước nhanh tới đỡ lấy thân thể sắp ngã quỵ đó. Điện hạ, đây là làm sao vậy? Tử ly phất tay vô lực, thở dốc nói, đừng, đừng nói nữa. Má ơi, so với năm, năm nghìn cây số chạy đường dài còn mệt hơn. Phù, phù. Phù, nước, cho ta chén nước. Đỡ được tử ly trở lại trong phòng, Xuân Lam liền vỗ vỗ sau lưng cậu giúp đà thông khí giận, Minh Nguyệt nhanh nhẹn bưng tới nước trà. Lập tức, tử ly chộp lấy, ừng ực, nuốt vội nuốt vàng hết ba chén lớn mới thấy ngực thoải mái chút ít. Điện hạ, bệ hạ lần này truyền gọi là có chuyện gì? Hay chăng cùng tối hôm qua Nam Thị? Ai, nếu chỉ vì chuyện này thì nói làm gì, nhưng là, các ngươi biết hắn tìm ta vì lý do gì không hử? Hai người khẩn trương liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Là bởi vì thích khách ha? Chính là tên vẫn hắc y tối hôm qua, hắn lại còn dám nói ta là kẻ đứng phía sau màn sai sử, là bản điện hạ bày ra âm mưu ám sát này. Ta cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, ta làm gì có thời gian rảnh mà đi bày vẽ mấy cái trò đó. Chưa kể, ta có lá gan to như vậy sao? Tử ly đứng phát dậy, hồng hộc nói một mạch, phì phì thở rồi lại đặt mông ngồi xuống, hớp vài ngụm nước trà. Minh Nguyệt, Xuân Lam vừa nghe tới chưa thích khách thì đã cả kinh trừng lớn hai mắt, kế nghe đến việc hoài nghi điện hạ là kẻ đứng phía sau, hai người lập tức đớ người, khủng hoảng nói không ra lời. Trong khi đó, nhân vật chính vẫn đang cúi đầu hầm hầm bực tức lại có chút là lạ khi thấy hai nàng nữ tỷ im ắng bình tĩnh quá mức cần thiết. Bình thường có tí chuyện nhỏ thôi thì hai người này đã nhảy dựng lên rồi, hôm nay sao lại tử ly vừa thắc mắc vừa ngẩng đầu lên hai gương mặt tú lệ thường ngày giờ tái mét như hai tờ giấy trắng mắt bắt đầu rưng rưng chảy nước tử ly vừa thấy lập tức luống cuống lên trên đời này cậu sợ nhất là nước mắt của con gái giống như cổ bảo ngọc từng thuyết nữ nhân đều từ thủy tạo nên nhìn hai cô gái dịu dàng tốt đẹp như vậy rơi rụng nước mắt nhìn những giọt lệ như hạt thủy tinh kia nhỏ xuống tử ly cảm giác lòng mình cũng trầm theo ai thật là đau lòng mà Minh Nguyệt, Xuân Lam, hào tỷ tỷ của ta a, à, các ngươi làm cái gì vậy? Tử Ly vội vội dùng tay áo lính quính trả lau nước mắt trên mặt hai nàng, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng cuồn cuộn chảy ra nhiều thêm. Ô, ô, điện hạ, đều là chúng tôi không tốt, nếu không phải chúng tôi làm đủ trò mưu ma trước quỷ, điện hạ cũng sẽ không bị oan uổng, chúng tôi thật đáng chết mà, điện hạ. Ta, à, ô ô, hai người quỳ sụp trên mặt đất, khóc dòng nói các ngươi, ai mau đứng lên, việc này không liên quan chuyện của các ngươi, sao lại đem hết sai lầm ôm vào người chứ? Tử ly nóng này, vội vàng đỡ lấy hai thân người khóc lóc đến mau đau sốc hông. Nhìn kỹ lại phải nói thật, phấn son trên mặt hai nàng bị nước mắt làm nhòe đi dối tinh giờ cứ như mặt miêu trông rất buồn cười. Nhưng kẻ trong cuộc thì cười không nổi, tử ly ngược lại càng đau lòng hơn, kiếm mọi cách an ủi hai cô gái này tựa như người thân thật lòng quan tâm lo lắng cho cậu nha. Đừng khóc, mau đứng lên, ta chỉ nói là hoài nghi thôi, cũng không phải khẳng định ta chính là kẻ chủ mưu. Các người ngẫm lại xem, nếu bệ hạ tin lời thích khách nói, lẽ ra hắn liền trực tiếp đem ta trói lại đánh 50 đại bản sau đó ném vào trong thiên lao đợi sau xử trí đúng không? Đằng này hắn chỉ chịu ta đến để đe dọa đối chất một phen, cuối cùng còn cho ta trở về điều này còn không phải chứng minh tên đó cũng không tin ta là kẻ chủ mưu đấy thôi hắn làm ầm ĩ như vậy chẳng qua là vì đe dọa ta một phen với tư cách là một thân từng trải dặm đường quậy nát cái trường học là con chuột nhát trong mắt thầy cô khi xưa tử ly có cơ sở để sớm nhận ra điều này chẳng qua so về phương pháp đe dọa giữa mấy ông thầy với tên hoàng đế băng sơn này thì đúng là một trời một vực lần đầu tiên cậu cảm thấy thực sự sợ hãi khi bị hắn khủng bố Thực, thực sự, hai nữ tỳ nước nở hỏi. Đúng vậy, bản điện hạ có thể khẳng định điều này. Nếu không phải, thì theo ý tính tình hoàng đế các ngươi, ta có thể không xuất đầu mẻ chán mà toàn thây về tới đây sao? Tử ly nhịn không được ở trong lòng trộm bồi thêm một câu, đương nhiên thiếu chút nữa mất đi tấm thân trong sạch. Nhắc tới vụ này, cậu liền nhớ về tình cảnh vừa rồi, không khỏi đánh dùng mình một cái. Tử ly chắc như đinh đóng cột, nếu không nhờ cử vương ra bất thình lình xông vào, tên chết tiệt đó sẽ tiến hành đến, thao tác, cuối cùng không chừa phần nào. Trần An trong chốc lát, rốt cuộc hai nàng nữ tỳ cũng chịu nín khóc. Tử Ly nhẹ nhàng thở ra, buông thỏng bả vai, thiệt mệt a. À. Rõ ràng người cần an ủi là mình, vì cái gì cậu phải đi dỗ dành người khác chứ? Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.